Gần đây trên một số tuyến đường của huyện Yên Dũng xuất hiện tình trạng đổ trộm và đốt rác công nghiệp làm ô nhiễm môi trường, gây ra những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng cho sức khỏe con người, khiến nhân dân vô cùng bức xúc. Rác thải công nghiệp tập trung xử lý đã khó, việc xử lý nhỏ lẻ do đổ trộm lại càng không thể khi lực lượng chức năng vẫn còn nhiều hạn chế cả về nhân lực và sự quy liệt. Thiếu ghi nhận số lượng giao hàng, thiếu xuất kho tổng. Đây là những gì còn sót lại mà phóng viên chương trình tìm thấy được bên đống cho tàn mà những đối tượng đổ và đốt rác thải công nghiệp bên cạnh đường 293 thuộc địa phận thôn Áng, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng. Không phải một, hai mà ba công ty khác nhau đã đổ rồi đốt rác thải công nghiệp tại đây. Bốn xe đổ ở đây, độ khoảng dài là khoảng 40 mét. Đám cháy nó cháy đến 10 ngày nó mới tắt. Chất thải công nghiệp mà đặc biệt có túi bóng thì nó đốt ở cái môi trường nhiệt độ thông thường, tức là nó chưa đạt trên 1.000 độ thì là có phát sinh cái chất thải dioxin. Cái đấy thì nó sẽ gây ảnh hưởng nhiều tới cái môi trường xung quanh cũng như cái sinh hoạt và đời sống của người dân. Đã hơn một tháng nay, người dân tại thôn Áng, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng vẫn không khỏi bức xúc bởi nạn đổ trộm rác thải công nghiệp dọc sườn tỉnh lộ 293. Mùi nó khét lồng lặc, nó quá không thể khỏi, rất khó chịu. Mà nhân dân ở thôn Áng làm ruộng ở hai khu vực hai bên thì là rất bức xúc, mà cũng có muốn mong muốn các cơ quan pháp luật là xem xét nghiên cứu xem cái môi trường rác thải này ai đổ trộm và xử lý một cách triệt để. Còn đây là những kiện rác hàng trăm kg được ép chặt và đổ tại địa phận xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng. Lợi dụng vị trí vắng vẻ vào lúc đêm khuya, địa điểm lại xa khu dân cư, những đối tượng đã đổ những loại rác nguy hại tại đây. Một xe máy đi trước, một ô tô là đi đằng sau là bốc hàng. Nhưng anh em tôi lên là nó quay đầu xe lên này là nó chạy, là chúng tôi không bắt được. Được người dân báo thì anh em tôi cũng đến kiểm tra và cũng đã báo cho chính quyền xã phối kết hợp để điều tra làm rõ cái vụ việc này. Thế nhưng mà từ bấy nay thì nói chung là các cái cơ quan chức năng là không biết có vào cuộc hay không. Thế nhưng mà cũng không thấy trả lời. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sau khi đổ cái rác thải công nghiệp này thì cách độ khoảng hơn một tháng sau thì người dân lại phát hiện ra là tiếp tục có xe đổ cái rác thải của một cái công ty giày da. Khi đề cập đến vấn đề đổ trộm rác thải công nghiệp thì chính quyền địa phương đều nắm rất rõ. Rõ về nguồn gốc, thời gian đổ, đối tượng và hành vi đổ trộm. Thế nhưng xã chưa có giải pháp nào để giải quyết tình trạng này. Vì vậy dẫn đến nạn đổ trộm rác thải ngày càng tràn lan. 24 tháng 8 một vụ tại km số 18 thuộc đê Tả Thương. Khối lượng đổ là khoảng độ hơn 10 khối rác thải, hơn chục khối rác thải, chủ yếu là bao giấy ni lông của các cái doanh nghiệp đã đổ, và thời điểm đổ thì vào ban đêm. Và cái vụ thứ hai là vào ngày 21 tháng 9 tại km số 6 đường tỉnh 293. Chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý, dư luận đặt ra một câu hỏi, đến bao giờ mới chấm dứt tình trạng đổ trộm rác công nghiệp? Và tình trạng này cần nhanh chóng được ngăn chặn cũng như xử lý nghiêm minh trước pháp luật.